Đoạn clip lưu lại pha va chạm xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 10 tại Hà Nội. Do tránh người con trai đi xe máy ngược chiều, thanh niên chở thùng nước suýt bị xảy ra va chạm nghiêm trọng với chiếc xe buýt. Trong khi tài xế và phụ xe buýt xuống giúp đỡ nạn nhân, người con trai gián tiếp gây tai nạn lại bỏ đi thẳng. Hành động vô bổn phận của ông ta khiến đồng đội bất bình. Bên cạnh đó, dân mạng còn soi ra chi tiết người này chở đầu cồng kềnh, sau khi gây va chạm cho người khác vẫn tiếp tục đi ngược chiều. Khiến thanh niên đối diện suýt lọt gầm xe buýt, người con trai đi ngược chiều còn bị ghét vì rất nhiều lý do. Sự việc đang gây xôn xao trên mạng làng mạc hội. Dù rằng tình huống va chạm không hoàn toàn do lỗi của người con trai đi ngược chiều, song hành xử của người này vẫn đang bị chỉ trích nhiều nhất. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì anh kia nằm dưới gầm xe buýt rồi. Nhìn người gây va chạm kìa, bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn luôn, thành viên Kiệt Trần bình luận. Ai cũng có phần sai, thanh niên chở nước cũng để đầu cồng kềnh, xe khách dừng giữa đường cũng không đúng. Nhưng tệ nhất là người con trai đi ngược chiều. Vừa sai luật vừa vô tâm, một người khác nhận xét.